Trở lại chương trình của bản tin nhắn. Tiểu bang Wisconsin sẽ sửa đổi cái hiến pháp để cấm tài trợ bầu cử tư nhân vào năm 2024. Dân biểu của tiểu bang đó là ông Bolden cho biết, cử tri của Wisconsin có thể cấm Zach Buck. Zach Buck là sự tài trợ của ông tỷ phú, chủ của công ty Facebook, vào cuộc bầu cử của 2024. Bơm tiền tư nhân vào quản lý cuộc bầu cử công khỏi cuộc bầu cử của họ trước và trước cuộc tổng tuyển cử của 2024. Cái trung tâm công nghệ đời sống công dân rót 350 triệu đô la và các văn phòng bầu cử địa phương quản lý cuộc bầu cử của 2020, trong đó phần lớn số tiền này được người sáng lập công ty Facebook là Zuckerberg đã quyên góp cho tổ chức phi lợi nhuận. Tổ chức phi lợi nhuận này tuyên bố rằng cái khoản tài trợ bầu cử của 2000 được gọi là Zuckerberg là một khoản phân bổ không có sự ưu tiên của đảng phái nào để giúp bỏ phiếu an toàn trong bối cảnh đại dịch của COVID-19. Nhưng mà trên thực tế họ nói như vậy, nhưng mà không phải là như vậy. Bởi vì thừa biết rằng Zuckerberg là một thành viên của đảng Dân Chủ. Sau hai cái nỗ lực không thành công trong việc ban hành lệnh cấm đối với Zuckerberg, cơ quan lập pháp của Wisconsin đang hỗ trợ thông qua một cái đề xuất sửa đổi hiến pháp để cử tri quyết định trong cuộc bầu cử sơ bộ của tháng 4 của 2024. Nhằm đến ngăn chặn việc tài trợ tư nhân cho cuộc bầu cử theo tờ báo The Federalist đưa tin. Những người chỉ trích mức tài trợ tư nhân chưa từng có được bơm vào các văn phòng quản lý bầu cử của 2020, cho rằng các khoản tài trợ được không trao tương xứng để thúc đẩy sự tham gia các cử tri để thành trì của đảng Dân Chủ để nhiều tiểu bang có thể thay đổi kết quả. Một cuộc điều tra của đảng Cộng Hòa tại Hạ viện chưa thấy 1% số tiền được chi cho tiết lộ thông tin bảo hộ thông tin cá nhân, hầu hết được tập trung vào nỗ lực vận động để ghi danh và bỏ phiếu. Có nghĩa rằng là họ bỏ tiền qua để có thể giúp cho đảng Dân Chủ ghi danh thành viên của đảng Dân Chủ và bỏ phiếu. Sau sự tranh cãi xung quanh nguồn lực không cân xứng được chuyển đến khu vực pháp lý của đảng Dân Chủ và cho rằng sự mất cân bằng đã giúp cuộc bầu cử có lợi cho Joe Biden, 25 tiểu bang đã hạn chế hoặc cấm sử dụng tiền tư nhân để tài trợ cho cuộc bầu cử, trong khi một số quận cũng hạn chế các quỹ này. Cái cơ quan này đã trao cho Wisconsin 10.10 triệu đô la từ Zuckerberg cho cuộc tổng tuyển cử của 2000 dựa trên phân bổ 31 khoản tài trợ mức tối đa 5.000 đô la cho một thành phố và thị trấn Wisconsin. Và sau đó tài trợ được chuyển đến các quận 28 tài trợ đến các thành phố cụ thể. Báo cáo cho biết trong 28 khoản tài trợ đó, chỉ có 8 địa phương giành được 100 chiến thắng và 20 đòi chay cho Biden. Tức là 20 địa phương dành cho Biden và 8 địa phương dành cho ông Trump. Vậy có nghĩa là cả một câu chuyện này là gì? Là một câu chuyện mà Zuckerberg đang tài trợ cho đảng Dân Chủ hơn là tài trợ cho đảng Cộng Hòa. Wisconsin hãy làm về điều này. Chúng ta không thể nào để cho một số tỷ phú mà nhận tiền trực tiếp từ những cuộc bầu cử như vậy. Nó sẽ làm mất đi cái tính liêm chính trong sự tự hào về lá phiếu của chúng ta. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.